Rồi. Hôm nay là một buổi chiều mát cuối tuần. Giờ mọi người đi trải nghiệm cái này nè. Rồi. Không có té luôn. Chụp. Oh, hello. Đây. Mày qua đây gái. What's up? What's up Sài Gòn? Bên kia chào cô rồi con. Wow, đây một mớ. Mớ thiền. Ủa cái này là kêu là kayak hay là kêu cái gì? Cái này là kayak, cái này là cano. À còn cái mà hôm bữa mà nó có một miếng không, nó kêu là cái gì đó? Súp à. À súp hả? Anh chơi súp á. Ờ không biết. Cây dắt là có cái chỗ ngồi phải không? Wow, bây giờ chuẩn bị lên thuyền ra biển. Ồ đây bến cảng quá đẹp luôn. Chiều nay cũng mát quá. Đây lên cầu tàu. Wow, ở đây có một số cái cano tàu. Mọi người chuẩn bị chèo một buổi chiều mưa mát. Ok. Anh giáo bay sang bên kia, bạn sang bạn sẽ hướng dẫn mình để mình sử dụng cái hiển suất như thế này. Đó bạn sang á. À rồi, ok. Ok. Rồi. Quá đẹp luôn. Bến tàu đã. Wow. Đi Vinh Thanh Đa mà chưa từng biết cái khu này đẹp quá. Rồi đây. Cái này kêu là súp ha anh. Còn cây dắt là nó có cái chỗ ngồi vô ha. Cái này thì nó đâu có nghiêng úp không? Dạ đúng. Wow. Đã chưa? Đã. Té vẫn có hả? Dạ. Wow, coi bự ra nha. Ấy, thấy sao? ngu rồi. Anh đi sang bên đó là anh ra ngoài đó luôn hả? Ủa bận đồ vậy luôn đi luôn hả? Hay đồ bơi? Hay đồ bơi? Có cái đồ bơi. Thay đồ bơi đi. Ừ. Chứ cái này mà ướt cái là hết đây, hết về luôn. Chạy vào trong cái nhà đó mà thay luôn. Không có bận thẳng rồi giờ chỉ gửi đồ thôi. Đó. Rồi ra đi nhanh đi. Rồi em thích mặc đồ đó đi em mà. Đó. Thấy chưa? Mọi người ra ngoài đó rồi đó. Giờ chỉ cần thay đồ bơi thôi ra. Đồ bơi con có giải tay không? Rồi xuống phà. Lên. Xuống phà gái. Rồi chuẩn bị trải nghiệm. Cho em xuống dưới đi, em xuống sao anh quay cho. Rồi. Sao không đem cái điện thoại đâu có đem xuống đây được không? Có bạn đây bạn có bạn chuột đó bạn gửi cho em. À rồi ok. Nhanh. Video đứng với mẹ con. Qua bên đây mình chụp nè. Phải không? Rồi cái thuyền này dài mấy mét ta? 2 mét, 2 mét rưỡi luôn. Wow, quá đẹp luôn. Bây giờ xuống tới bến luôn. Quá đã. Hôm bữa thấy trên Facebook thấy đảo á cho nên hỏi liền, có dịp là hỏi. Chiều mát. Đây là mấy bạn thi này trong đội đội cano của thành phố hả? Nào. Đây cái máy chèo. Máy chèo nhìn khủng không? Cầm dây.
Bên mấy chèo nè. Thôi cano sướng chưa? Một hai ba, hai ba, hai dữ luôn. Rồi chuẩn bị nha, Vin. Ok không Vin? Rồi ba mẹ con đứng bên kia nhìn lên đây coi. Rồi nhìn ra đây em. Em ơi, ba đứa đứng đó nhìn lên đây coi. Rồi cười lên. Ơi ơi đẹp quá. Rồi thử ngồi dán trên đây một cái. Không ngồi một cái. Rồi nhìn đây coi nè. Quá. Dạ rồi được rồi, tự nhiên là được. Quay. Thôi không khí mát, thoải mái, hơi hồi hộp. Chú ý thầy dạy. Cũng được, nhưng mà mình chèo trong này trước để nó quen cái động tác chèo á. Ok. Còn mà mình đi hai người đi một sắp á, thì mình sẽ ngồi cách xa đó, cách sải tay thôi. Còn cái áo này thì nó vẫn nổi không anh? Nó vẫn nổi ở đây phải không? Dạ, áo phao thôi. Áo phao, không nổi. Không được để tuột đây nha, ôm sát cái ôm người đó. Rồi, ok, sẽ lấy áo phao. Rồi đã được hạ thủy một chiếc. Coi dừng trúng đầu con gái. Ok cảm giác sao? Coi dừng nha. Mẹ mày chèo gì đó. Đâu cả hai bên chứ. Rồi bây giờ bận kéo phao vô. Đi xuống trước đi con ngồi trước, bố ngồi sau nha. À, vậy là bố ngồi trước, con ngồi sau hả? Ờ, bố ngồi sau, bố còn kia kìa. Rồi. Dính ra. Xuống, xuống trước. Đeo cái này vô chân. Dạ, đúng mẹ. Đeo vô trước đi. Đeo vô chân. Ủa, cái này là dán thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dán thôi. Cái này mình đâu có đạp ở đây phải không? Đạp để nó chạy ra phải không? Dạ, anh cứ để một chân lên. Được, để chân kia lên rồi anh. Cái này có ngồi trên dây này không? Chỉnh cái dây này cho nó qua một chân. Để cái chữ là sao? Rồi. À, qua không, quên là sao đích luôn đi. Xịt lên chút hả? Má, lần đầu tiên luôn, thấy ớn luôn. Ủa, mà đừng có chồng chành nha. Thôi. Ghê vậy. Ủa, cái này là để làm gì? Anh cái đó để anh giữ tay phải không? Có nghĩa ngược hả? Anh chèo bên này. Rồi. Cái này là trước hay sao? Đúng rồi, cái này
cái này mình chèo. Rồi ok. Má sao vòng chành vậy? Sao đâu anh chèo hồi là nó quen à. Tại vì nó hơi sóng dưới rồi. Rồi lên. Ôi đồ. Sâu xuống. Từ từ nhúc nhích nha. Từ từ. Con ấy là nó quay. Chào về nha. Rồi, gió quay đầu. Ngồi yên đi, gió quay đầu. Ừ. Rồi, mới. Không có đi ra ngoài. Ngồi yên đi, để bố quẹt. Ê, mày không có biết chèo cái gì hết á, đi ra coi. Đừng có đẩy vô, đừng có đẩy vô. Đẩy vô lật. Đừng có. Khoan. GoPro nó rớt. Rồi, bắt đầu. Quay lại. Quay vô. Kèo bên đó là nó quay vô. Móc cái đít. Đó. Gái đường gái, con ngồi nhỏm vậy rồi phải cẩn thận. Quay vô đi, đi follow sau đây đi. Hey, hello gái. Bên trái cái bên phải cái hay nó mới vô đi. Ủa đang quay nè. Quay chèo một tay luôn. Hello. Hello gần. Hey. Giữa dòng sông như Thanh Đa. Ê, trái phải, dài bên kia. Rồi, đừng có đụng. Có sao đâu. Đừng có đụng nó. Không có rồi. Ra ngoài luôn bên. Ra ngoài đây hả? Ra ngoài sát rồi quay vô. Không, đi vô dây gì đi ra ngoài vòng vô. Có hả? Ừ. Rồi ra ngoài vòng vô. Rồi, mấy đây. Rồi, mấy anh tập chèo luôn nè. Bơi vàng, cano. Lên trên phía xa xa kia là cầu cầu gì ta,
cầu Bình Triệu á. Đây, hai chiếc cano. Dòng vô gái. Dòng vô là vô đây nè. Đi chơi tiếp. Thôi, ngồi ấy chèo đi gái. Rồi bây giờ để pin với bé Thi luôn. Chui dây hay là chui qua? Wow. Sông Anh Đa rộng ghê. Hai cái bên trái, hai cái bên phải. Rồi, cặp bến luôn. Đổi bên. Đứng lên đi. Đứng lên không được. Du học cảm thấy khó khăn. Cầm cái chiếc chèo.